chính là cái chết này. Đã đúng nhiều yếu tố, đó là thứ nhất là vấn đề an ninh, thứ hai là vô trình trình hại, thứ ba là liên quan đến rừng, thứ tư liên quan đến các yếu tố về đất đai, thứ năm là liên quan đến luật tư dựng cơ bản của các dự án chính quyền vừa phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và thành phố Hà Nội. Sau khi chúng tôi đã hoàn thành cái dự án thanh tra thì chúng tôi làm một chương trình nữa. Thứ nữa là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì hai cuộc họp với các bộ ngành có liên quan, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư.